Raptor là một trong những loài khủng long được biết đến sớm nhất. Tên của nó bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, có nghĩa là kẻ cướp bóc bình minh. Nó sống trong kỷ Trias, khoảng 231 đến 228 triệu năm trước. Raptor sống ở khu vực ngày nay là Nam Mỹ. Hóa thạch đầu tiên của loài khủng long nhỏ giống chân đốt này được tìm thấy ở lưu vực Isigualasto nằm ở Argentina. Lưu vực được hình thành từ một con sông thời kỳ mà Raptor đã từng sinh sống. Bây giờ khu vực này là một sa mạc và không có nhiều động vật hoang dã, nhưng môi trường ôn hòa và xanh hơn trong kỷ Trias. Raptor đến từ bộ khủng long hông, bộ khủng long và được coi là một loài giống chân đốt rất nguyên thủy. Bạn có thể nói rằng Raptor trông giống như một mô hình thu nhỏ của các loài khủng long ăn thịt cỡ lớn. Raptor rất nhỏ, chỉ bằng kích thước của một con chó cỡ nhỏ đến trung bình và dài khoảng 1 mét, cao khoảng 0,5 mét. Nó đứng bằng hai chân sau. Cơ thể của Raptor được xây dựng nhẹ nhàng với đôi chân dài, mảnh và một cái đuôi dài. Cánh tay của nó có 5 ngón có thể được dùng để cầm nắm. Hai ngón tay khá nhỏ, 3 ngón còn lại có móng vuốt sắc nhọn và có thể dùng để giữ con mồi. Bàn chân của Raptor có 3 ngón chân và cũng có móng vuốt sắc nhọn. Các nhà cổ sinh vật học xem ngoại hình chung của Raptor là đặc điểm của những loài khủng long được biết đến sớm nhất, mà hậu duệ tiến hóa của chúng sẽ dần dần phát triển các đặc điểm chuyên biệt hơn tùy theo từng môi trường sống. Có lẽ đặc điểm độc đáo nhất đối với loài khủng long có thể là do Raptor xương rỗng, nhẹ của nó, đặc biệt khi xem xét rằng hậu duệ cuối cùng của nó sẽ là họ hàng của một số sinh vật lớn nhất được biết là đi bộ trên trái đất. Ngay cả những loài động vật chân đốt hậu duệ lớn như Tyrannosaurus rex cũng có tổ ong bên trong xương để tạo ra một bộ xương nhẹ hơn nhiều. Nếu phải dùng hai từ để mô tả Raptor, đó là dài và nhẹ. Nó có chân dài, đuôi dài và đầu dài với nhiều răng nhỏ, sắc nhọn dù nó chỉ nặng khoảng 10 kg. Giống như hầu hết các loài động vật chân đốt, Raptor ăn thịt. Nhưng các nhà cổ sinh vật học nghi ngờ rằng nó cũng ăn thực vật vì răng nó cũng liên quan đến động vật ăn cỏ. Vì vậy, các nhà cổ sinh vật học có xu hướng kết luận nó là một loài động vật ăn tạp. Các nhà cổ sinh vật học cũng nghi ngờ rằng nó có thể là một động vật ăn xác thối. Raptor đã di chuyển như thế nào? Raptor có hai chân sau dài khỏe mạnh vì vậy nó di chuyển thẳng đứng trên mặt đất bằng hai chân. Chân của nó nhỏ, nhưng dài, và chiếc đuôi dài rất hữu ích để giữ thăng bằng. Do đó, nó sẽ là một con khủng long chạy khá nhanh so với kích thước. Vận tốc ước tính của Raptor khoảng 40 km/h. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hữu ích hãy cho mình một like và nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé.